Xin kính chào quý anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại với channel Sống Cùng Xe trong chuyên mục những dòng xe cũ được yêu thích nhất tại Việt Nam. Ngày hôm nay thì em Nghĩa sẽ giới thiệu đến quý bạn một trong những mẫu xe rất ăn khách, đó chính là Mercedes E250. Chiếc xe này thì quý vị đang quan sát, nó có màu trắng ngọc trinh này, E250 này có thể nói là đáp ứng tất cả những quý khách hàng nào có thể nói là khó tính nhất. Nhưng đây là một mẫu xe đã 6 năm tuổi quý vị nhé. Sản xuất và đăng ký 2014, mang biển số ở tỉnh. Mức giá thì lại cực kỳ dễ chịu, chỉ có 1 tỷ 095 triệu thôi. Quý vị tin được không ạ? 1 tỷ 095 triệu. Quý vị có Mercedes E250 màu trắng ngọc trai. Đây, quý vị thấy này, tổng thể của dàn đầu rồi là thân xe rồi tất cả các thứ có thể nói là không chê được. Chúng ta chê ở đây là gì ạ? Có thể quý vị sẽ phân vân về chuyện mà cái đời xe nó hơi sâu một chút, thì có lẽ là chúng ta sẽ bàn ở cái phần cuối của video. Em Nghĩa sẽ muốn giới thiệu sơ qua một chút về chiếc Mercedes E250 này. Quý vị sẽ có được gì khi chúng ta bỏ ra số tiền 1 tỷ 095 triệu và quý vị sẽ phải đánh đổi những gì? Đầu tiên, chúng ta có được gì? Chúng ta có được một cô nàng đến từ nước Đức, xinh xắn, trắng trẻo, đẳng cấp, có thể tôn thêm cho chúng ta một cái sự tự tin nhất định khi cầm lái những chiếc xe mang logo ngôi sao ba cánh. Chúng ta có thêm được gì nữa? Một sự an toàn tuyệt đối, bởi vì những chiếc xe Mercedes là những chiếc xe có thể nói là đảm bảo tính mạng tốt nhất cho tài xế, cho hành khách, tính cho đến thời điểm hiện tại. Chúng ta có thêm gì nữa? Chúng ta sẽ có một khoang không gian nội thất cực kỳ là ấn tượng này, cực kỳ là rộng rãi này, có những tiện nghi an toàn nhất, có những tiện nghi thông minh nhất thì đều tích hợp trên chiếc Mercedes này. Ngoài ra cũng đừng quên, nói về thiết kế tổng thể đi, thì chúng ta sẽ có những cái bộ đèn rất là bắt mắt, đèn LED thông minh này, LED High, LED Intelligent Light System, một hệ thống đèn LED rất là thông minh. Mà xe Mercedes thì còn nhiều cái thông minh nữa, quý vị phải trải nghiệm thực tế mẫu xe này quý vị sẽ biết này. Còn các chị em cũng đừng quên bỏ qua cái tính năng hỗ trợ đỗ xe rất là tuyệt vời trên Mercedes. Patronic Assist, tìm được vị trí thôi, ok, còn việc lại hãy để cho chiếc xe này nó tự xử lý. Đó là những điểm chúng ta có được. Vậy quý vị sẽ mất gì? Chúng ta sẽ mất cái công sức chúng ta chăm sóc một mẫu xe cũ đã qua sử dụng. Chắc chắn là như vậy rồi. So với xe mới thì 5.000, 8.000 km chúng ta bảo dưỡng một lần. Với xe cũ này thì quý vị chắc chắn là khi đi chúng ta sẽ phải chăm chút nó kỹ hơn này, rồi là phải để ý nó nhiều hơn. Mà những vấn đề đấy thì thật sự ra ở thời điểm hiện tại, một mẫu xe mà như Việt Nhật bán ra như này này, đảm bảo về chất lượng, quý vị chỉ cần yên tâm bảo dưỡng đều đều thôi là chúng ta đã có thể ok rồi. Rồi, lan man thế thôi. Bây giờ thì em mời quý vị và bạn chúng ta hãy cùng đi một vòng quanh xe đi, để chúng ta tìm thấy những cái sự có thể nói là đẳng cấp nhất của mẫu Mercedes E250 này. Rồi, mời tất cả cả nhà chúng ta cùng đón xem. Với 1 tỷ và tôi sẽ có một chiếc Mercedes E250 có thể nói là 5-6 năm tuổi. Nhưng quý vị nhìn tất cả những cái chi tiết này, da gỗ, gỗ bóng, loại dạng gỗ piano quý vị nhé. Dưới này là những cái phím điều khiển này, rồi là toàn thể cái tổng thể của cái phần giải trí thì sẽ ở đây. Đồng hồ rất là sang chảnh thì ở đây. Màn hình hơi nhỏ một chút, rõ ràng là không thể sánh với những chiếc Mercedes của đời 2020-2019 mới nhất được. Tuy nhiên bù lại thì quý vị thấy là nội thất của Mercedes thì có lẽ là chúng ta khó lòng có thể chê được. Những cái chi tiết da được khâu rất là tỉ mỉ này, rồi ốp gỗ piano bóng này. Đấy. Tay lái thì bọc da Napa cao cấp, lấy chuyển số trên vô lăng, cần số điện tử rất là nhẹ nhàng. Quý vị biết rồi là Mercedes thì nó luôn có một cái sự sang trọng, bởi vì nó thực sự là chiếc xe mà dành cho doanh nhân thành đạt. Bù lại thì nó lại có những cái điểm mà có lẽ là chúng ta sẽ cần phải cân đối trong trường hợp mà mình xác định mình lấy một cái mẫu xe khoảng 5 năm tuổi. Thứ nhất là quý vị thấy những cái thiết kế này mặc dù nó cổ điển nhưng chắc chắn là nó sẽ kém hiện đại.
tôi sẽ không có thể có một cái màn hình fly monitor to ở đây được này, không cảm ứng vuốt vuốt được này. Đấy, dưới này thì vẫn là những cái cụm phím điều khiển kiểu như thế này, khá là truyền thống. Nói vậy thôi chứ còn Mac thì vẫn có cái chất riêng của Mac qua tất cả các đời. Cửa sổ trời này quý vị thấy 2014 mà cửa sổ trời cực kỳ đẹp luôn, tối màu. Rồi, tổng thể đấy là về cái nội thất ở khoang cabin. Còn về cái tính năng an toàn của một mẫu xe với giá 1 tỷ này thì quý vị biết là Mac C thì Mac E ấy, thì cực kỳ là an toàn. Chúng ta có cảnh báo mất tập trung này, rồi là điều chỉnh cái vị trí của ghế sao cho khi mà xảy ra tai nạn ấy, chúng ta có một cái tư thế va chạm nó tuyệt vời nhất. Túi khí bao quanh xe đấy, rồi là hỗ trợ cái cảm biến hỗ trợ đỗ Parktronic cũng rất là tuyệt vời đấy. Quay một chút xuống hàng ghế thứ hai đi, xem có rộng rãi không nhá. Thật sự là nếu Mac C thì có vẻ thể quý vị có thể còn cân đối về cái việc cái khoang không gian rộng rãi hay như thế nào. Còn riêng Mac E thì tôi nói thật sự là khó lòng mà có thể chê được lắm. Rộng rãi nó thoải mái như thế này cơ mà. Cửa gió điều hòa này, điều hòa đa vùng độc lập quý vị nhá. Một cái tư thế ngồi rất là thoải mái. Rồi, như vậy là em Nghĩa vừa giới thiệu đến quý vị và bạn một trong những cái mẫu xe mức giá khoảng tầm hơn 1 tỷ một chút, chính xác là 1 tỷ 095 triệu. Một chiếc Mercedes màu trắng ngọc trinh, mang biển tỉnh và sản xuất 2014, E250 quý vị nhé. Mọi thông tin chi tiết về giá bán, khuyến mại cũng như là thủ tục trả góp thì quý hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline mà em Nghĩa đã đính kèm trên video. Xin chào, xin cảm ơn và đừng quên đăng ký like để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo.